Máy đây. Bây giờ mình sẽ mở ra. Tân máy nó rất to luôn. Đây nhìn này, cầm rất rất nặng luôn, chúng ta nhìn này. Trọng lượng của máy nguyên của nó, máy nó tầm 3 cân rồi. Rất nặng luôn. Đây nhá, chúng ta nhìn này. Đây nó có lớp xốp này, chúng ta nhìn này. Đây. Thấy chưa? Đây là cái thân máy bên trong của cái dòng máy hút chân không cao cấp PVK300A nhé, chúng ta nhìn nhé. Đây này, chúng ta cầm cái máy lên nó rất đậm, rất nặng và đầm luôn nhé, rất chắc chắn. Nó có tận hai cái vòi, hai khay chứa nước đây này. Bình thường các dòng máy thì nó chỉ có một khay này thôi, nhưng mà cái dòng máy này tận hai động cơ và hai khay chứa nước. Ta biết được là cái độ khỏe và cái công suất của máy cực kỳ lớn rồi. Đây trên màn hình nó có rất nhiều chức năng nhé, cái máy này cực kỳ nhiều chức năng, hút được tất cả các loại túi, và nó còn hút được cả chia riêng, cả hút được túi nhám, túi trơn và cả đồ khô đồ ướt nữa, từng chế độ riêng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm điện, sau đó mình sẽ thử các cái chức năng của nó nhé, để cho tất cả quý khách hàng chúng ta có cái nhìn trải nghiệm thực tế nhất về cái sản phẩm này. Trước khi mà sử dụng cái máy này nhé, thì mình sẽ hướng dẫn qua các cái thao tác, cách chỉ dẫn về các cái thông số ở trên máy này, để cho quý khách hàng chúng ta nắm sơ qua về cái hoạt động của cái máy này đã. Đầu tiên là trên màn hình này chúng ta nhìn thấy có nút Sear Time này. Đây nhé, Sear Time có nghĩa là thời gian hàn miệng túi. Cái này chúng ta cài đặt được nhé, tùy theo độ dày của từng loại túi chúng ta cài đặt. Ở đây có nút cộng trừ này, nếu mà độ túi to dày chúng ta tăng thời gian này lên. Đấy, đấy. Còn đối với cái dòng túi mỏng bình thường ấy thì chúng ta để khoảng tầm 4 đến 5 giây thôi nhé. Đấy, ví dụ như cái dòng túi theo máy này, đây này. Đấy, thì chúng ta chỉ cài khoảng tầm 4 đến 5 giây thôi nhé. Tùy theo cái đồ, tùy theo khối lượng đồ thực phẩm ở bên trong túi thì chúng ta để khoảng 4 đến 5 giây thôi. Đấy, đấy nhá, mình vừa hướng dẫn đến cách cài đặt cái thời gian hàn miệng túi của nó nhé. Ở bên này chúng ta nhìn đây này, nó có tổng 4 nút đây này. Trên này nó ghi hoàn toàn tiếng Anh, chúng ta phải lưu ý nhé, ghi hoàn toàn tiếng Anh. Cái đầu tiên là Take True Bed. Đây này, Take True Bed nhé. Có nghĩa là nó hút các loại túi định hình ấy. Đấy, ví dụ như túi chè này. Đấy, hoặc là túi nhám. Hoặc là các loại túi mà nó vuông ấy, mà đóng hộp bánh kẹo, chúng ta thấy ở những siêu thị Bixi nó có những hộp kẹo to ấy, thì chúng ta sử dụng cái chức năng Take True Bed này nhé, là hút các cái túi đấy. Ở trên này nó có dòng chữ trên nhỏ nhỏ, nó có chữ dry này này và wet này, có nghĩa là nó chia ra là hút đồ khô và đồ ướt. Đây chúng ta nhìn này, đây chúng ta nhìn này, dry là hút đồ khô và wet là hút đồ nước. Các bạn lưu ý nhé. Đấy, đầu tiên là cái chức năng của cái dòng nút đầu tiên là Take True Bed, là hút cái túi định hình nhá, túi nhám hoặc các loại túi hộp vuông ấy, chúng ta sử dụng chức năng này. Còn chức năng thứ hai là Flutter Bed. Đây, Flutter Bed đây chúng ta nhìn này. Đây. Đấy. Thì bên này nó sẽ sử dụng cho cái dòng túi hai mặt trơn và dòng túi nhám. Đây này. Ở trên này chúng ta nhìn này, Flutter Bed này là túi trơn này. Và bên này Brick Bed là túi nhám này. Đấy nhá, chúng ta lưu ý nhá. Khi chúng ta sử dụng cái dòng túi nào ấy, chúng ta phải chọn đúng cái chức năng của nó. Đấy, để nó hút. Ở bên này nó có nút Start và Pause. Start là khởi động nguồn, ở đây là nút nguồn này, và Pause là dừng nhé. Khi chúng ta cần dừng, ta dí vào đây. Ở nút ngoài chúng ta nhìn thấy có nút Sear này, Sear, và ở dưới là In Out, có nghĩa là đây là chế độ hàn của nó. Chúng ta có thể chọn chế độ hàn nhé. Đấy, và In Out là chúng ta bật cái vòi hút ra và hút vào ấy. Đấy nhá, mình vừa giải thích qua các cái thông số, các cái nút ở trên cái máy này. Đấy, nó ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cái máy này rất nhiều chức năng, bởi vì nó hút được tất cả các loại túi, nên khi chúng ta sử dụng túi nào chúng ta phải chọn đúng về cái chức năng của cái túi đấy để chúng ta sử dụng nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mở máy ra bên trong như này, mình sẽ giới thiệu bên trong nữa. Đây cho nhìn này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm một cái đặc điểm cấu tạo bên trong cái đường máy này nhá. Đầu tiên là cái vòi hút đây. Đấy nhá, khi mà chúng ta hút những cái túi trơn ấy, đấy, thì chúng ta sử dụng cái vòi hút này nhá. Đấy, ví dụ như cái túi này này, túi theo máy, túi trơn đây này, túi hai mặt trơn đây này, đây này. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòi hút này ra để ta sử dụng nhá. Đây, chúng ta dí vào nó đây. Rồi, ok. Nếu mà chúng ta sử dụng cái dòng túi nhám ấy, đây này, dòng túi nhám. Đây đây, mình lấy cái túi nhám này cho ta nhìn này. Nếu mà ta sử dụng dòng túi nhám như này, một mặt nhám mặt trơn này, hoặc là túi hai mặt nhám, thì chúng ta phải hút chân không, phải hút ở cái mặt trong này nhá. Đây này, đấy, hút ở cái đường trong này này, đây này, đấy nhá, chúng ta phải để đây, hút đường trong này. Đấy, lưu ý nhá, chúng ta phải
sử dụng đúng cái chức năng của nó tùy theo loại túi đấy nhé, hoặc là cái dòng túi định hình như túi chè ấy, hoặc là túi hình hộp, thì chúng ta phải đặt vào cái miệng hút bên trong này đây này, đấy đấy nhá, hút hút đường hút cái miệng bên trong này để hút các loại dòng túi nhám hoặc là túi định hình, túi chè ấy. Còn nếu mà hút túi trơn thì chúng ta phải bật cái vòi ra đây này, đó, bật cái vòi ra để hút túi trơn nhá, chia ra rất rất cụ thể như thế. Thì bây giờ mình sẽ thử luôn nhé, mình sẽ thử luôn, hút thử, test thử luôn để cho tất cả quý khách hàng chúng ta có cái trải nghiệm thực tế nhất nhé. Bây giờ mình sẽ thử trước với cái túi trơn như thế này nhé. Đây mình sẽ chuẩn bị miếng gạo đây, chúng ta nhìn này, đấy mình chuẩn bị khoảng tầm gần một cân gạo, khoảng một cân gạo. Thì đối với dòng túi trơn ra nhìn đấy nhá, chúng ta phải chọn về cái nút flat bed này, sau đó chúng ta dí cái vòi nó ra đây, đấy cái vòi nó ra rồi nhá. Sau đấy chúng ta để vào đây, để vào đây miệng túi này, đấy để bằng miệng nhá. Chúng ta phải đặt bằng miệng túi này, sau này cái đường hàn cực kỳ đẹp luôn. Sau khi mà được xong rồi, bắt đầu chúng ta dùng lực hai tay ấn đều đấy nhá. Rồi bên ta đẩy đẩy cái đồ nó sát sát bên này một tí. Rồi ok, sau khi mà setup xong chúng ta nhìn cái nút start đây, chúng ta dí đây đây này, đấy chúng ta nhìn này, đấy là hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy giờ nó hút chỉ đến chưa đến 2 giây nó đã kiệt chân không luôn, chúng ta nhìn này cứng đừ luôn đấy. Khi nào chúng ta nhìn thấy cứng đừ rồi, khi nào chúng ta thấy nó hút hết chân không rồi ấy, bắt đầu ta dí vào cái nút đây, xia đây đây này, nút hàn này này đấy, nó đang hàn đấy, thời gian hàn này rồi ok, chờ máy nó báo đấy. Khi nào mà báo nó máy bíp 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 thì có nghĩa là nó đã hàn xong nhá. Đấy thấy chưa, rất nhanh đấy. Ở bên hai bên máy, nó hai bên hông máy nó có cái lưỡi để nhìn này, hai bên hông nhá, có cái lưỡi, chúng ta đặt tay đây rồi, nó nhìn đây này, đây nó nhìn này, rồi hút kiệt chân không luôn, cứng đừ luôn nhá, chúng ta nhìn này, đấy hút cực kỳ nhanh luôn. Đấy, mình hút một cái túi gạo một cân này, chúng ta thấy không, nó còn thậm chí còn chưa đến 2 giây ấy, mình chỉ khởi động lên phát là đã hít kiệt chân không luôn đấy. Chắc chắn là không thể có lại có dòng máy nào có thể địch được về cái độ hút nhanh của nó. Đấy là cái điều 100% mình khẳng định luôn. Đấy. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn cái đường hàn của nó đây này, chúng ta nhìn này. Đấy. Cái đường hàn của nó cực kỳ dài luôn nhá. Cái đường hàn nó đây nó rơi vào khoảng tầm 8 mm rồi. Trung bình cái đường hàn túi hút chứ không á, nó chỉ từ 3 đến 5 mm thôi là nó dày lắm rồi. Đây đến tận 8 mm, cực kỳ dày. Đây các nhìn này, quá chắc chắn luôn. Khi mà cái đường hàn nó chắc chắn như này ấy, thì nó bảo việc bảo quản đồ ăn thực phẩm ở bên trong túi ấy, để rất lâu luôn. Ví dụ chúng ta hút như này, chúng ta để đồ ăn thịt cá hoa quả vài tháng nó không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong nhé. Và thứ hai chúng ta nhìn này, nhìn cái đường hàn này cực kỳ đẹp luôn. Đối với những khách hàng nào chúng ta làm hàng quán ấy, thì cái việc thẩm mỹ của cái túi và cái đồ hút này, đường hàn này rất quan trọng nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn những cái dòng máy này để ta sử dụng. Đây nhìn đường hàn này cực kỳ chắc chắn và đẹp, rất thẩm mỹ luôn, rất đều luôn, nhìn này. Đấy, đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thử lại một lần nữa nhé, vẫn tiếp tục là cái túi trơn, bởi vì chúng ta phải nên nhớ này này, chúng ta sử dụng ấy thì phần lớn là sử dụng túi trơn đấy, thế nên mình sẽ tập trung chủ yếu vào túi trơn, tí nữa mình sẽ sử dụng sang cái dòng túi nhám sau nhé. Đây bây giờ mình sẽ chuẩn bị tiếp như này, chúng ta để lên đây, chúng ta lại đặt vào đây nhé, đây này đấy, chúng ta đặt bằng phẳng đi, sau này cái đường hàn nó rất đẹp rồi. Sau đó chúng ta đẩy cái đồ thực phẩm, đồ đẩy cái đẩy nó sát lên miệng lên, nhớ nhé, chúng ta lưu ý nhé, khi ta hút một cái túi nó to như này này mà cái đồ thực phẩm ở trong nó ít đấy, ít nhất chúng ta phải đẩy sát miệng máy nhé, để cho nó hút kiệt chân không ở dưới này, hai bên này và ở trên này, đây này đoạn này này, bởi vì nếu mà chúng ta đẩy nó xuống thấp quá thì sau này cái đoạn này nó hút nó bị hai kính này dính vào nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ hút của cái chân không ở trong túi này. Chúng ta phải đẩy sát miệng máy lên đấy, càng đẩy sát nó càng hút kiệt nhé. Đấy, đẩy sát được, để sát miệng vòi được rồi. Sau đấy ta dí vào nút start nhá. Đây chúng ta nhìn này, đây máy đang hút này, chúng ta nhìn nhé, đấy chúng ta nhìn này, đây hút kiệt luôn, đây đấy, đây chúng ta nhìn này, bây giờ ta nhìn nó hút còn móng cả lò bia, chúng ta nhìn này cực kỳ khỏe luôn. Đây đấy, nó vẫn đang hút đấy nhá, chúng ta nhìn này, đấy hút móm luôn lon bia, chúng ta nhìn này cũng cực kỳ khỏe luôn. Đấy, khi nào mà chúng ta thấy hết sạch chân không rồi, theo ý đúng như ý của mình rồi, bắt đầu chúng ta lại chuyển dí nút hàn này để cho máy chuyển sang chế độ hàn. Đấy, chạy hết 4 giây nó sẽ tự dừng ngắt đấy nhá, khi nào xong nó báo bíp bíp để chúng ta biết.
Đấy, rồi ok. Sau đó chúng ta lại mở hai cái lưỡi này lên. Đây chúng ta nhìn này. Chúng ta nhìn này. Đây này. Đây này. Đây thấy không? Cái lực hút của nó quá mạnh luôn, nó hút bẹp cả lon bia này luôn nhá. Đấy. Phải lực hút như thế thì nó mới hết sạch chân không được. Chúng ta phải lưu ý như thế nhá. Đây này. Kiệt luôn chân không này. Lực hút quá khỏe luôn, chúng ta nhìn này. Hút bẹp cả cái lon bia này. Đấy, nó phải có một cái lực rất mạnh, rất khỏe để nó hút được bẹp cái lực cái lon bia này nhá. Đấy nhá. Đấy. Đấy là mình vừa thử với hai cái túi trơn. Đây hai với hai đồ khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ thử với một cái dòng túi nhám đi. Nhá. Sau đây thì mình sẽ test thử nhá, mình sẽ thử cái chức năng thứ hai là đối với cái dòng túi nhám này, túi định hình ấy. Đây, ở đây mình có một cái túi nhám như này, một bàn nhám mặt trơn nhá. Ở đây mình chỉ ít một ít đồ này. Đấy. Thì đối với cái dòng túi nhám mặt trơn, ta phải chuyển về chức năng đầu tiên là Tech to Bed. Đây. Rồi, ok. Trên này chúng ta phải chọn về cái đồ khô ấy. Đây đồ khô, ta chọn chữ dry này, đồ khô này. Sau đấy chúng ta đặt miệng túi như này. Đây. Ta đặt phẳng, sau này cái đường hàng nó rất đẹp luôn. Đấy, chúng ta nhìn nhá. Đấy, sau khi mà đặt xong ok, chúng ta đẩy dồn thực phẩm lên này. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta bật nút start này, chúng ta nhìn này. Đấy, máy đã hút rồi, chúng ta nhìn này. Thấy chưa? Kiệt chưa? Người chưa? Cực khỏe luôn, rất nhanh luôn này. Ép sạch chân khâu luôn nhá. Đấy, chúng ta nhìn này. Đấy. Máy tự động hàn luôn nhá. Tự động hết. Máy sẽ tự động thấy hết chân khâu, nó chuyển sang chế độ hàn đây này. Vừa hàn xong nhá. Đấy. Hàn xong nó sẽ báo tít tít bíp bíp để chúng ta biết. Đây, bắt đầu ta mở ra. Đây chúng ta nhìn này. Nhá. Hút quá khỏe luôn, chúng ta nhìn này. Kiệt chân không luôn. Hút cực kỳ nhanh. Đây chúng ta nhìn này, cái đường hàn nhiệt nó rất lớn luôn, chúng ta nhìn này. Rất rộng luôn đấy, đường hàn này. Đường hàn tận 8 mm, chúng ta nhìn này. Đấy. Chúng ta thấy là cái lực hút của nó cực kỳ nhanh và khỏe nhá. Nó chỉ mất tầm 2 đến 3 giây thôi là đã kiệt chân không này. Và khi mà kiệt chân không, cái máy rất thông minh, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ hàn luôn nhá. Đấy, hàn xong, chạy hết 4 giây sang hàn xong, nó sẽ báo tít tít để chúng ta biết là máy đã hàn xong. Chúng ta lấy đồ ra, rất thông minh luôn nhá. Chúng ta nhìn này. Đấy. Thì mình cũng vừa làm quay thử thực tế với hai loại túi, một là túi trơn, hai là túi nhám nhá. Đấy. Chúng ta thấy được là cái lực hút của cái dòng máy PVK300A này là cực kỳ khỏe nhá và nhanh. Gần như là không có loại nào có thể địch nổi được cái loại này về cái khả năng lực hút của nó. Hút cực nhanh luôn. Và thứ hai nữa là cái đường hàn của nó rất chắc chắn và dày như này nhá, rất tiện luôn. Đấy. Thì hiện nay cái dòng máy hút chân không PVK300A này bên siêu thị cửa hàng mình bảo hành 1 đổi 1 trong 24 tháng nhé. Đấy. Khi mà quý khách hàng mua bên chỗ cửa hàng siêu thị mình sẽ kèm theo phiếu bảo hành này. Đây. Trên phiếu bảo hành này ghi rất rõ số điện thoại bảo hành, địa chỉ bảo hành và thời gian bảo hành. Trong thời gian bảo hành nếu như máy xảy ra vấn đề gì trục trặc, bên cửa hàng siêu thị mình sẽ đổi trả hoàn toàn miễn phí 100% cho tất cả quý hàng trên toàn quốc nhé. Đấy. Khi mà đối với khách hàng ở Hà Nội và Sài Gòn ấy, khi chúng ta đi mua máy hút chân không ấy, chúng ta nên bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng siêu thị mình để xem máy này, test thử máy, trải nghiệm thử cái sản phẩm này. Đấy, trước khi chúng ta đưa ra quyết định có nên mua cái sản phẩm này hay không nhá. Và một cái lưu ý là khi chúng ta đi mua những cái đồ điện tử này ấy, chúng ta nên chọn địa chỉ cửa hàng rõ ràng chúng ta mua và chọn chế độ, chọn nơi mà có chế độ bảo hành uy tín để chúng ta mua để đảm bảo cái quyền lợi về sau này cho tất cả quý hàng chúng ta.